Nhưng Mạnh Dũng phá vào Đức. Cơ hội. Anh đâu. Và tỷ số là 3-0. Và ghi bàn của những cầu thủ trụ cột của các câu lạc bộ tại V-League. Một lần nữa chúng ta lại thấy hậu vệ Hồ Tấn Tài có duyên ghi bàn như thế nào. Những công không nhỏ thuộc về tình huống quan sát và chuyền bóng của Phạm Văn Đức. Phạm Văn Đức đã chơi đồng đội. Anh quan sát thấy Tấn Tài ở một vị trí thuận lợi và thực hiện được chuyền bóng bổng để cho Tấn Tài đánh đầu vào góc rất hiểm. Cú đánh đầu bóng đi không căng nhưng lại sát với cột dọc khung thành của Hassan Sani. Và lần thứ ba lưới của đội tuyển Singapore bị rung lên ở trận đấu này. Phan Văn Đức đã chứng tỏ được giá trị của mình bằng quả tạt bóng vừa rồi. Một quả tạt có thể nói là tạo điều kiện vô cùng thuận lợi, một đường truyền như đặt dành cho Tấn Tài. Rõ ràng là Phan Văn Đức vẫn là một cầu thủ rất quan trọng của huấn luyện viên Park Hang-seo. Mặc dù không cần nhiều tình huống chạm bóng trên sân, nhưng Phan Văn Đức vẫn rất biết cách để chứng tỏ giá trị của mình.